Xin chào tất cả quý anh chị. Hôm nay Khanh đang trên chiếc xe XC60 và đang lái xe trên đoạn cao tốc Trung Lương. Thì hôm nay là một cái buổi mà di chuyển xe xuống Cần Thơ để có một cái ngày lái xe và trải nghiệm xe Volvo tại Cần Thơ vào ngày mai, ngày 22 tây tháng 4. Thì Khanh muốn chia sẻ với nhà mình một số trải nghiệm khi mà lái chiếc xe Volvo cao tốc, và Khanh chia sẻ với quý anh chị những cái tính năng cần thiết trong quá trình lái xe trên cao tốc của đường Việt Nam. Đã. Nếu quý anh chị cảm thấy những cái video của Khanh chia sẻ hữu ích thì đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn nút like, coi như ủng hộ về tinh thần cho Khanh. Còn về hỏi về chương trình mua xe thì có thể liên hệ số điện thoại 0856 131313. Khanh sẽ giải đáp thêm các thông tin liên quan nha. Phía trước nhà mình đây là cái cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, thì một trong những cái cao tốc mà không có cái len khẩn cấp, cũng giống như là chỉ cho vận tốc là 80 km/h thôi. Thì để chạy cái cao tốc này trên chiếc xe Volvo mà sao cho nhàn nhất, thì Khanh chia sẻ với quý anh chị đầu tiên đó là cái tính năng Adaptive Cruise Control. Adaptive Cruise Control là Khanh đang đặt là 82 km/h và vận tốc hiện tại của xe đang chạy là 82 cây số/h. Và quý anh chị có thể coi cái xe phía trước cũng giống như cái hiển thị kính lái, xe nó cũng 82 km/h. Thì ở phía trước của Khanh là hiện tại là nó không có cái chiếc xe bắt được do khoảng cách nó quá xa. Ở phía trước thì nó có một cái chiếc xe của Phương Trang do khoảng cách khá xa, thì nó sẽ chạy theo cái tốc độ của Khanh đặt là 82 km/h. Khi mà Khanh chạy gần một tí thì nếu mà chiếc xe Phương Trang á, nó chạy chậm hơn cái tốc độ của Khanh đặt thì nó sẽ bắt theo xe Phương Trang. Và với cái tính năng Adaptive Cruise Control này, cái chiếc xe của mình sẽ luôn luôn giữ làn. Tức là hiện tại là chuẩn bị vào một cái đường cong nè. Vào một đường cong thì cái vô lăng nó sẽ tự động đánh lái luôn. Nó sẽ tự động đánh lái cho quý anh chị. Và nếu quý anh chị buông cái vô lăng ra thì trong vòng 30 giây nó sẽ bắt quý anh chị cầm lại. Còn quý anh chị muốn cho nó gọi là tự động đánh lái luôn, tự động đánh lái luôn, thì mình có thể là sử dụng một cái chai nước mình gọi là ăn gian nó. Nhưng mà Khanh nghĩ là quý anh chị không nên làm cái tính làm cái việc này, để cho tránh cái việc mà mình buồn ngủ á. Lái xe những cái đoạn đường theo kiểu này nè rất là dễ buồn ngủ. Ở phía trước Khanh đang có một chiếc xe tải và nó chạy với vận tốc cũng khá chậm á. Rồi bắt đầu cái xe của mình là nó đã giảm tốc độ theo cái xe tải rồi, nó chạy ra 81 và Khanh đang nghĩ là nó đang giảm dần 80 rồi đó. Xe đó chắc khoảng 70 mấy cây số/h thôi. Rồi. Đây là một tính năng rất là hay và nó luôn giữ cái chiếc xe của mình giữa làn đường và không bị vi phạm luật giao thông. Đây, quý anh chị thấy có một cái trạm gọi là trạm cây bán tốc độ á. Này, một cái cây bán tốc độ. Thì khi mà mình chạy theo chiếc xe phía trước, bây giờ xe phía trước nó còn có 70 mấy cây số/h rồi. Lát nữa Khanh đợi cho cái chiếc xe 4 chỗ này nó qua rồi Khanh qua mặt nó. Thì khi mà chạy chế độ Adaptive Cruise Control này, mình sẽ không bị quá cái tốc độ. Quý anh chị không cần phải xài, không cần nghĩ đến cái chế độ mà gọi là lim, tức là giới hạn tốc độ đâu. Tại vì giới hạn tốc độ thì chúng ta chỉ không đạp được quá tốc độ đó thôi. Nhưng mà khi xuống dốc thì nó cũng tăng tốc độ à. Đây là Adaptive Cruise Control thì nó sẽ hay hơn và nó tiên tiến hơn rất là nhiều. Và khi mà xe phía trước mình chạy như vậy thì xe phía trước nó phanh á, thì mình cũng phanh theo luôn. Xe phía trước dừng thì mình sẽ dừng. Và xe phía trước gọi là chạy nhanh hơn xe của mình thì mình cũng không bị vi phạm tốc độ, tại vì mình đã đặt 80 rồi. Khanh đặt 80 do xe này nó 70 mấy thì Khanh lách qua làng này, để không thôi nó cứ chạy 70 mấy cây số/h là chạy bám đuôi theo xe phía trước đó hoài rồi. Rồi thứ nhất là mình chạy cái Adaptive Cruise Control này mình không bị quá tốc độ nè. Rồi nếu mà quý anh chị chạy cái chế độ này á, thì nó giữ làn đường và giữ cho cái chiếc xe của mình luôn luôn giữa làn đường, luôn luôn giữa làn đường luôn. Chúng ta không bị gọi là trường hợp mà chúng ta bị và lơ là hơi mệt cái người cái xe của mình á, nó bị cạ vô cái len lề bên đây hoặc là lề bên trái. Khanh thấy rất là nhiều trường hợp á, là chạy mình do mình mệt á, cái vô tình á, cái tay lái của mình lạc lệch một tí thì nó sẽ cạ vô hai bên. May mắn mà mình tỉnh lại, mình giật lại. Thì nếu mà mình chạy cái tính năng Adaptive Cruise Control này thì mình sẽ không bao giờ bị. Và xe phía trước đang chạy ở tốc độ là 75 cây số/h, so với tốc độ 82 cây số/h là Khanh đang đặt. Đó.
chứ chạy chậm mình chạy chậm thôi. À, và nó luôn luôn bám chiếc xe phía trước, và Khanh cũng không có cần phải cầm, không cần thiết phải cầm vô lăng vào, và tính năng không cần thiết phải cầm vô lăng này nó sẽ giúp cho mình vào cua là không bị mất an toàn, để cho mình khi mà lỡ đi trên cao tốc á, vào cua mình có thể là cầm cái điện thoại lên đây, cầm cái điện thoại lên sao lãng một tí, rồi mình có thể là gọi là hút một điếu thuốc, mở một chai nước ngọt, vẫn an toàn. Và 30 giây sau thì nó bắt mình phải hold steering, tức là cầm lại. Còn trong trường hợp mà mình muốn sang cái lane bên trái này thì bắt buộc quý anh chị phải xi nhan. Đó, xi nhan thì tự động. Chân của Khanh đâu có để chân ga đâu, tự động nó bơm ga lên và nó sẽ tăng theo tốc độ của Khanh đặt, không bám đuôi xe phía trước nữa. Đó, chân khi chạy chế độ này thì chân của mình bắt buộc này phải chuyển ở chân phanh nha. Mình để hờ lên chân phanh thôi. Mình không xài chân ga nữa, tại vì ga đã được hệ thống gọi là lập trình rồi. Chế độ này rất là hay và rất là an toàn, và chúng ta sẽ không sợ lo lắng những cái vị trí mà bắn tốc độ kiểu này là làm ảnh hưởng đến cái gọi là chất lượng chuyến đi của chúng ta, là không làm ảnh hưởng đến túi tiền. Đó là một tính năng Khanh muốn giúp giới hạn tốc độ, giúp cho quý anh chị có một chuyến đi nó hay hơn. Và khi mà đang chạy nè, quý anh chị muốn tăng tốc thì chúng ta có hai cách. Một là chúng ta sẽ bấm dấu cộng lên, mỗi lần bấm dấu cộng thì nó sẽ tăng 5 km/h. Đó, nhưng mà quý anh chị đang chạy mà quý anh chị có bấm dấu cộng đi nữa thì Khanh bấm dấu cộng này nó sẽ nhảy lên 85 nè. Thì cái xe phía trước nó đang chạy 70+ thì nó cũng không có lên, tức là nó sẽ bám theo xe phía trước. Đó, thôi bây giờ Khanh đặt lại 80 thôi cho nó đúng. Đó, để lát nữa nếu mà mình đặt 85 cái xe phía trước nó không có thì mình chạy lên 85 là mình lại không hay. Rồi, tăng và giảm tốc độ là bằng dấu cộng và dấu trừ. Ngoài ra thì Khanh muốn tăng và giảm khoảng cách so với xe phía trước thì nó còn có cái nút này nè. Đây nè, khi Khanh bấm nè, nó sẽ tăng và giảm. Đây nè, giảm khoảng cách nè. Đó, khi mà giảm khoảng cách thì nó có 5 nấc. Nè, 5 nấc nè, tăng và giảm khoảng cách so với xe phía trước. Đó. Cái khoảng cách này nó có 5 khoảng cách thì tương đương với lại nó tính toán là 5 giây va chạm. Thì cái 5 giây va chạm này nó sẽ là tự động tính toán cái khoảng cách so với xe phía trước, gọi là gần hay là xa. Bởi vì tùy theo vận tốc, Khanh ví dụ quý anh chị chạy ở vận tốc 100 km/h thì cái khoảng cách mà tính toán để 5 giây va chạm nó sẽ xa hơn cái vận tốc khi mà quý anh chị chạy ở 30-40 km/h, đúng không ạ? Cái khoảng nó tính theo cái thời gian mà có xảy ra sự cố, nó sẽ hay hơn và chuẩn xác hơn. Bây giờ không còn cái xe phía trước nữa thì bây giờ chiếc xe của Khanh là nó lên cái tốc độ cao nhất rồi. Khanh có nhích lên một tí là 82. 82 thì nó không bị vi phạm luật giao thông quý anh chị. Mình cho phép là tới 84 rồi. Tại sao mà luật của mình thì bị phạt thì chỉ có từ là 85 đến tức là phạt mình bị vượt quá tốc độ quy định là từ 5 đến 10 km thôi, chứ mình không có bị gọi là vượt tốc độ ở cái bị phạt ở cái giải tốc độ là 0 đến 4 km/h, đúng không ạ? Rồi thì Khanh đặt 2 km/h thì không vấn đề gì hết, vẫn ngon lành. Vẫn ngon lành nha. Rồi, đó là về cái tính năng Adaptive Cruise Control, bám đuôi giữ làn đường. Và quý anh chị có thể quan sát ở vị trí này và vị trí này. Rồi, bây giờ quý anh chị quan sát cái giùm Khanh ở chữ D, và Khanh đang chạy chế độ tự động. Nếu quý anh chị muốn chuyển sang chế độ bán tự động thì chúng ta chỉ cần lật tần số xuống là nó sẽ chuyển qua chế độ bán tự động. Và xe của chúng ta là có tổng cộng là 8 cấp số. Và quý anh chị sẽ nhìn nè, khi mà nó chạy ở cấp số 8 thì cái vòng tua của nó có 1.200 vòng mà ở vận tốc 80 km/h. Thì khi mà chạy ở vận tốc 80 km/h và gọi là vòng tua nó thấp như vậy thì cái chiếc xe của chúng ta sẽ rất là ít hao nhiên liệu. Thì nếu quý anh chị đã từng chạy chiếc xe, hãy để ý, nếu mà chúng ta chạy ở vận tốc 100 km/h thì cái dòng tua của chúng ta đã lên từ 1.800 đến 2.000 tùy theo xe rồi. Những cái xe nào ít hao thì nó cũng phải 1.800. Còn chiếc xe Volvo thì nó đang có cái mức là dòng tua tại vận tốc là 80 km/h thì nó chỉ có 1.200 thôi. Cái này chắc không tới 1.200, khoảng xung quanh 1.100, 1.200 trong khoảng đó. Đó
là lý do tại sao mà một chiếc xe Volvo khi mà quý anh chị chạy thì nó có mức tiêu hao nhiên liệu khá thấp. Đó là cái mà Khanh muốn để chia sẻ với nhà mình, là cái kế tiếp đó là về vấn đề tiêu hao nhiên liệu, đúng không? Tiêu hao nhiên liệu cũng là một vấn đề mà quý anh chị mua chiếc xe đặt vào cái mức gọi là một tiêu chí để lựa chọn. Chúng ta nhìn vào vòng tua là chúng ta biết là chiếc xe nó hao nhiều hay hao ít rồi. Không cần phải nhìn con số của thông số kỹ thuật, đúng không? Chạy xe là chúng ta sẽ biết được là tiêu hao nhiên liệu nhiều hay ít là nhìn vào vòng tua. Thì vòng tua quay, tức là số lần quay của một phút nó nhiều vòng hơn thì dĩ nhiên nó sẽ hao xăng hơn rồi, chắc chắn điều đó. Và một cái nữa là tất cả các xe Volvo thì có cái dung tích nó chỉ có 2.0 lít thôi. Nó sẽ biến thể nhiều cái công suất từ 250 mã và chiếc xe của Khanh đang chạy XC60 đó là 300 mã lực. Và nếu quý anh chị chọn cái động cơ recharge, có nghĩa là động cơ hybrid mà cắm sạc, hay là gọi là hybrid plug-in, nó cũng là tên đó, thì nó là 462 mã lực. Đó, một con số cực kỳ khủng với một cái công suất mà 2.0 ở một số xe đến từ châu Á của mình, thì nó chỉ có mang cái công suất nó rơi vào khoảng 140 đến 150 mã lực thôi. Còn các xe Volvo này thì nó là 300 mã, tức là gấp đôi á. Thì nhiều anh chị thắc mắc là khi mà đi cao tốc giống như vậy hoặc là đi đèo á, thì một chiếc xe Volvo có cần phải có lẫy số vô lăng hay không? Dạ, Khanh trả lời là không cần. Volvo hướng đến người dùng, một người dùng tự động hoàn toàn. Đó, và với một cái công suất là 300 mã lực này thì một cái cú đạp ga của quý anh chị là chiếc xe gọi là phía trước của mình chỉ có hửi khói thôi, chứ không có gọi là phải chờ đợi để mình có mình chuẩn bị rồi gầm gú lên rồi mình mới vượt mặt. Dạ không cần. Dạ, 300 mã lực nó nhẹ nhàng lắm quý anh chị, dậm cái là nó qua liền ngay lập tức luôn, ngay và luôn. Dạ, chứ không có chờ đợi, không hít thở gì hết trơn á. Đó, đó là lý do tại sao mà những chiếc xe Volvo kể từ những cái thời điểm mà trang bị động cơ hybrid, nó sẽ không có sử dụng cái lẫy số vô lăng nữa. Tại vì theo một nguyên tắc á, là lẫy số vô lăng nếu hàng ngày quý anh chị sử dụng mà mình có thói quen xài á, tức là mình lẫy cộng lẫy trừ á, thì đến khi những cái cú vượt rồi chúng ta còn có nhớ để lẫy. Còn bây giờ nếu quý anh chị gọi là không có thói quen để lẫy số vô lăng thì đến lúc vượt rồi chúng ta cũng chỉ dậm ga thôi. Mà dậm ga thì chúng ta chỉ có hít thật sâu và thở thật sâu, thở thật dài để chúng ta vượt mặt thôi, đúng không ạ? Rồi, còn nếu mà chúng ta muốn chạy chế độ số tay thì đây, quý anh chị sẽ nhìn M nè, Khanh lắc cần số nè, lắc trừ nè, lắc cộng nè, đây Khanh lắc nè, lắc trừ, lắc cộng nè, đây lắc trừ nè, lắc cộng nè, lắc cộng nè. Đó, chế độ số tay và chở lắc xuống cái nữa. Đang chạy chúng ta có thể lắc qua D, lắc xuống nè, lắc xuống, tức là lắc qua D, M, D và M. Đó, lắc nè, đó, Khanh lắc cho mọi người coi. Và đối với cần số điện tử của Volvo thì cực kỳ an toàn khi chúng ta đang chạy như vậy. Nếu mà cái người kế bên mà là một bé hoặc là người lớn tuổi vô tình đá cần số VR cũng không vấn đề gì hết. Đó. Và vô tình nhấn cái này là chắc cố tình luôn á, nhấn vô chữ P cũng không vấn đề gì hết nha. Để Khanh chia sẻ để cho quý anh chị có một cái gọi là cái nhìn yên tâm và chúng ta sử dụng một chiếc xe nó thoải mái nhất, chứ không phải là lo lắng mình bị cái này cái kia rồi chúng ta sẽ sợ, đúng không ạ? Rồi, bây giờ phía trước của Khanh là cũng vào một cái cua nè. Đó, thì khi mà chạy cái chế độ Adaptive Cruise Control này nó rất là nhàn. Khanh không cần phải kênh cái chân để giữ ga. Rồi Khanh cũng không cần phải kênh cái chân để gọi là đạp phanh. Và cũng không cần phải quá quan tâm đến cái việc vô lăng vào trong cái làn cong, thì tự động nó sẽ đánh lái luôn cho quý anh chị. Rất là tiện, rất là an toàn. Đó là về cần số nè, hộp số nè, rồi về cái tính năng ga tự động nè, bám đuôi giữ làn đường nè. Đó, rồi bây giờ Khanh chia sẻ tiếp với nhà mình, đó là cái phần gương hậu. Đây, cái gương hậu của Volvo. Gương hậu Volvo có gì hay? Thứ nhất là gương hậu Volvo là bố trí trên cánh cửa, thì nó sẽ cho mình một cái góc nhìn điểm mù ngay trụ A nè, rất là nhỏ, mình sẽ có một cái khoảng này lớn hơn, mình không bị điểm mù. Rồi, trên gương hậu thì chúng ta sẽ có một số công nghệ như sau. Đầu tiên
đó là cái mặt gương, nó là mặt gương lồi, thì cái góc quan sát của chúng ta nó cũng to hơn. À, mặt gương lồi, góc quan sát to hơn. Ngoài ra trên mặt gương thì chúng ta có thể sấy mặt gương khi mà đi, gọi là trời mưa thì chúng ta sấy mặt gương lên thì chúng ta sẽ không bị mờ. Sấy mặt gương thì rất là dễ, chỉ cần một nút bấm thôi, bấm ngay vị trí này nè, chúng ta bấm vào nó sáng đèn lên, nó sấy mặt gương. Và khi mà nó sáng đèn lên thì quý anh chị cũng không cần phải suy nghĩ đến khi nào nó tắt, tự động, đủ nhiệt độ là tự động nó tắt thôi. Chúng ta chỉ cần nhớ bấm biết và nhớ bấm vào để cho nó sáng lên và để cho nó sấy mặt gương thôi. Đó, và khi có chiếc xe chạy trong vùng điểm mù thì nó sẽ báo đèn. Một cái hay nữa trên cái hệ thống trên cảnh báo điểm mù trên gương mà Khanh muốn gửi đến cho quý anh chị, đó là cảnh báo điểm mù của Volvo. Nó là cảnh báo điểm mù chủ động. Tại sao mà Khanh dùng từ cảnh báo điểm mù chủ động? Bởi vì khi mà nó đã cảnh báo rồi mà quý anh chị vẫn cố tình gọi là không xi nhan, không xi nhan mà xi nhan mà chúng ta vượt, chúng ta qua luôn và ngay cái điểm vị trí mù này, và xe ở phía sau nó có dấu hiệu nó tăng tốc và nó cắt lên luôn, thì như vậy là cái xe nó sẽ gị cái vô lăng lại, nó gị cái vô lăng lại để cho quý anh chị không tránh những cái tình huống mà gọi là sự cố không đáng tiếc xảy ra. Đó, nó sẽ gị cái vô lăng lại hoặc là nó cảnh báo tùy theo cấp độ và tùy theo cảm nhận của chiếc xe nha. Đó là hệ thống cảnh báo điểm mù chủ động trên cái phần gương hậu mà Volvo thiết lập cho chúng ta. Ngoài ra thì cái chiếc xe của mình á, là nó còn có chống chói trên mặt gương, tức là khi mà đi ban đêm mà có cái ánh đèn nó chiếu vào mặt gương thì cái gương hậu nó sẽ tối lại, chúng ta sẽ không bị chói mắt. Đó là một yếu tố rất là nhân văn cho người ngồi xe, và cũng giống như là chúng ta không bị ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài. Bởi vì ở Việt Nam mình thì cái việc mà mình lái một chiếc ô tô mà mình bị rọi đèn pha ở phía sau thì rất là thường. Khi mà vào những cái cua này, Khanh rất là yên tâm, cái xe nó luôn luôn giữ đúng trong cái làn đường, giữ đúng trong cái làn đường. Đó là trên gương. Còn gì để chia sẻ với quý anh chị nữa không ạ? Có nhiều cái hay quá. Rồi, cái ghế của Khanh đang ngồi. Đây, cái ghế của Khanh đang ngồi. Cái ghế của tất cả mọi người đang ngồi. Cái ghế này, khi mà cái ghế của chúng ta ngồi thì cái ghế của Volvo được thiết kế bởi một bác sĩ đốt sóng, bởi bác sĩ về cái cột sóng chứ không phải là bởi kỹ sư. Đó là lý do tại sao mà cái ghế của Volvo nhìn thì nó không có bắt mắt lắm, nhưng mà khi mà quý anh chị ngồi, nó có một cái thiết kế công thái học giúp cho quý anh chị thoải mái, không bị đau cái phần thắt lưng, không bị mệt, không bị mỏi khi mà chúng ta di chuyển một chuyến đi dài. Đó là những cái lý do mà Khanh muốn chia sẻ với quý anh chị, mỗi tính năng, mỗi cái chi tiết nho nhỏ nó làm nên cái sự hoàn hảo của một chiếc xe thay vì một cái vẻ đẹp bên ngoài. Ngoài ra thì trên cái ghế của chúng ta thì quý anh chị còn có là làm mát và sấy lưng ghế để khi mà chúng ta đi những cái thời điểm giống như hiện tại Khanh đang chạy nè, là nhiệt độ bên ngoài là nó là 36 độ C. Đó, nó rất là nóng thì cái phần lưng của chúng ta sẽ bị chảy mồ hôi, thì cái ghế của chúng ta nó gọi là có làm mát và sấy lưng ghế như vậy thì có làm mát, nhất là miền Nam của mình thì mình phải xài làm mát đúng không ạ? Khanh rất là thích tính năng làm mát lưng ghế. Rồi. Ngoài ra thì cái ghế của chúng ta còn có chỉnh rất là nhiều hướng. Đây, Khanh chỉnh một cái hướng là đỡ đùi cho quý anh chị coi nè. Đó. Cái này đỡ đùi nè, đó, chỉnh đỡ đùi nè. Rồi Khanh lắc lên nữa là chỉnh cái phần tựa lưng. Tựa lưng này Khanh có thể chỉnh 4 chiều. Khanh lắc lên nữa là Khanh chỉnh cái phần kẹp hông 2 chiều để giữ lại cái phần người mình không bị xô qua xô lại. Đó. Rồi một cái nữa trên cái ghế mà Khanh muốn chia sẻ với nhà mình, đó là cái ghế mà có cổng dây đai an toàn mà Khanh đang đeo á, là cổng dây đai an toàn điện. Tại sao mà Khanh chia sẻ với quý anh chị điều này? Bởi vì á, cái cổng dây đai an toàn là do Volvo thiết kế và tất cả các hãng đang được sử dụng miễn phí hoàn toàn. Thì cái cổng dây đai an toàn của xe Khanh đang sử dụng thì nó là cổng dây đai an toàn điện, và cổng dây đai an toàn điện nó sẽ phát huy tác dụng ở cái thời điểm mà khi chúng ta lên một cái G,
một cái giờ, và người ngồi xe, kể cả tài xế và hành khách, bị thốc lên khỏi cái ghế, thì lúc này cái dây đai nó sẽ siết một lực lại để cho chúng ta luôn luôn ngồi trên ghế, luôn luôn ngồi trên ghế và luôn luôn an toàn trong mọi tình huống. Đó là những cái mà Khanh muốn gửi đến trên cái ghế của xe Volvo, để cho quý anh chị có một cái trải nghiệm hiểu hơn về cái chiếc xe của Volvo. Rồi, ngoài ra còn gì nữa? Khi mà chúng ta lái xe thì nó sẽ có cái hệ thống loa giải trí Power Weekend. Một cái hệ thống loa Power Weekend này nó sẽ giúp cho chúng ta có, gọi là có một cái chuyến đi không mệt nè, không mệt mỏi, và có cái âm nhạc nó gọi là giải trí, chúng ta sẽ thư giãn hơn sau một cái chuyến đi dài, hoặc là sau một cái gọi là thương thảo nào đó mà nó hơi căng chút xíu, vận dụng hết năng lực. Rồi, đây một cái nữa mà Khanh muốn gửi đến cho nhà mình, đó là hệ thống máy lạnh. Hệ thống máy lạnh của Volvo là điều hòa 4 vùng độc lập, và ở ngay vị trí tài xế thì người tài xế có thể điều chỉnh cho cả cái người ngồi sau luôn, bằng cái main và cái rear, điều chỉnh cho người ngồi sau, và điều hòa là 4 vùng độc lập. Đây Khanh chỉnh mỗi bên mỗi nhiệt độ khác nhau, và main ở phía trước mỗi bên mỗi nhiệt độ khác nhau. Rồi, một cái nữa mà Khanh muốn gửi đến cho nhà mình, đó là hệ thống cân bằng oxy và hệ thống lọc. Đối với hệ thống này thì nó sẽ giúp kiểm soát chất lượng không khí trong xe so với bên ngoài. Đó. Thì hiện tại là quý anh chị thấy không, cái chất lượng không khí là trong xe đang rất là good. Đó. Nó chỉ có là 2 micro trên, gọi là trên một mét khối không khí, cái bụi mịn rất là thấp. Còn ở bên ngoài của chúng ta thì nó sẽ có outside air quality. Khi mà quý anh chị nhìn outside air quality, chúng ta sẽ có bụi mịn rất là nhiều loại, 2.5 rồi 10 rồi NO2, nó có rất là nhiều, gọi là ngoài các chị bụi mịn ra thì nó còn khói nè, mùi nè. Tức là cái máy lạnh Volvo sẽ lọc mùi, lọc bụi, lọc phấn hoa, lọc khói và cân bằng cái lượng oxy để giúp cho quý anh chị có một cái gọi là không gian, không khí mình thở. Ngoài cái việc mà chiếc xe nó không mệt, ngồi nó không bị lắc ngang, thì cái không khí nó cũng là một yếu tố quan trọng để cho nhà mình có một cái chuyến đi hay, một chuyến đi thoải mái và một chuyến đi có cái gọi là không gian sạch sẽ, mình không bị bệnh. Một điều nữa chia sẻ với quý anh chị là cái hệ thống máy lạnh do nó có cái lọc mùi, lọc bụi, thành ra là khi mà mở một cái gió hơi lớn một tí thì Khanh mở một cái gió hơi lớn một tí thì nó sẽ nghe là do qua, nó qua một cái lọc á, nó qua một cái lọc, thành ra là quý anh chị cũng đừng có quan ngại, đừng khó chịu về nó, tại vì nó qua một cái hệ thống lọc rất lọc bụi mịn siêu mịn. Đó, thì khi mà nó qua hệ thống lọc siêu mịn này thì cái lượng gió nó đi á, nó bị lọc lại, nó tạo ra cái tiếng ù. Rồi, còn gì nữa? Quá nhiều thứ khi ngồi trên chiếc xe để có thể chia sẻ với quý anh chị. Rồi, nhớ đến một cái nữa, đó là cái gạt mưa. Gạt mưa Volvo, khi mà quý anh chị bấm xịt nước á, đây Khanh bấm xịt nước nè, thì nó sẽ xịt lên ngay cái lưỡi gạt và nó gạt luôn, để tránh cái trường hợp là khi mà quý anh chị chạy tốc độ cao nó phun nước lên cái kính, chúng ta sẽ bị mờ không thấy đường trong 1 đến 2 giây. Và cái gạt mưa của Volvo thì nó chỉ có xịt nước lên cái lưỡi gạt, và xịt nước lên lưỡi gạt nó có 2 tác dụng. Thứ nhất là nó không bị chạy kính của quý anh chị, và cái lưỡi gạt nó đi là nó không bị khô, nó không bị hư lưỡi gạt. Cái thứ hai sẽ là yếu tố an toàn, giúp cho quý anh chị không bị mờ ngay cái thời điểm mà mình bấm gạt mưa. Đó là những cái mà Volvo muốn gửi đến cho quý anh chị, một mỗi tính năng nho nhỏ góp phần nên cái chiếc xe nó hoàn hảo hơn rất là nhiều. Gì nữa?
Khanh nghĩ là nhiêu đó cũng đã đủ gọi là để cho quý anh chị có thể sử dụng hàng ngày rồi. Còn camera 360 độ thì khi mà quý anh chị đang chạy á, là nó không cho quý anh chị hiện lên đâu. Camera 360 độ nó bấm tắt đi rồi. Camera 360 độ cũng rất là hay để cho quý anh chị có thể gọi là di chuyển vô chỗ hẹp rất là nét. Rồi hệ thống đèn tự động, đèn của Volvo thì nó sẽ mang tự động lên chiếc xe, tức là tự động tắt mở. Ngoài ra thì nó còn có tự động pha code. Tự động pha code có nghĩa là khi mà đây gọi là đèn thích ứng nè, khi mà quý anh chị lắc lên cái nữa, lắc lên tự động pha code. Khi mà quý anh chị đi cái đường cao tốc kiểu này nè, thì nếu phía trước của mình á không có xe thì nó sẽ tự động pha, và khi mà có xe thì nó sẽ tự động chuyển vào code, giúp cho chúng ta gọi là có một cái văn hóa giao thông về đèn, không bị ảnh hưởng đến cái người đối diện. Rồi nó cũng có cái gạt mưa tự động. Đây gạt mưa tự động thì chúng ta, đây là cái nút nha, bấm vô nè, nó sẽ hiện lên, nó sẽ gạt mưa. Và cái vị trí này nó chỉnh cái độ nhạy của cái gạt mưa, tức là mưa nhỏ thì nó cũng gạt, mà chúng ta chỉnh dặn nhỏ lại thì mưa lớn nó mới gạt. Rồi đó là những cái tính năng mà Khanh muốn gửi đến, Khanh muốn chia sẻ cho quý anh chị, để quý anh chị có thể hình dung được lái một chiếc xe Volvo thì khi mà ngồi vào vị trí lái này, chúng ta kiểm soát được gì, chúng ta được gì, nhận được gì trên cái ghế, chúng ta nhận được gì ở cái quan sát, những cái bổ trợ xung quanh. Còn về kết cấu khung gầm thì cái chiếc xe của Volvo á, nó được cấu thành bởi hệ thống gầm là toàn là càng nhôm không à, càng nhôm, và nó là càng a kép thì nó chỉ có nhịp lên nhịp xuống, nhịp lên nhịp xuống, nó không có bị xô ngang, không bị xô ngang, thành ra quý anh chị ngồi chúng ta không bị lắc, không bị mệt. Kể cả cái phần lưng ghế ở phía sau nó có hơi đứng hơn châu Á một tí, nhưng cái việc thiết kế đứng của cái hàng ghế phía sau á là giúp cho chúng ta ngồi, mà cái cổng dây đa an toàn nó không bị khứa cái cổ nè. Cái người châu Âu họ thiết kế rất là tinh tế, chứ không phải là họ không làm được cái lưng ghế ngã sau đâu, bởi vì họ không muốn điều đó, họ không muốn một chiếc xe mà có cái lưng ghế ngã sau để khi mà quý anh chị ngồi bị cái người tài xế mà phanh gấp á, cổng dây đa an toàn sẽ ngay cổ. Bởi vì chiếc xe của Volvo và các xe châu Âu nó không bị xô ngang, nó không bị lật ngang, thì chúng ta lái xe nó không bị mệt. Rồi chất lượng không khí luôn luôn sạch, luôn luôn đầy đủ oxy, thì chúng ta sẽ có nhiều cái cung đường, nhiều chuyến đi rất là hay, cũng giống như là chúng ta sẽ thoải mái về tinh thần hơn khi mà ngồi lên một chiếc xe Volvo. Rồi cũng video cũng khá dài thì Khanh xin phép kết thúc tại đây, thì mong rằng cái video này sẽ nhận được hữu ích những lời chia sẻ cho quý anh chị, để quý anh chị có thể hiểu hơn về những tính năng vận hành, cũng giống như là hiểu hơn về tâm tư nguyện vọng của người kỹ sư thiết kế cái chiếc xe Volvo gửi đến cho quý anh chị. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở nhiều video sau. Bye bye.